Em chào các anh ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Chào anh. Giới thiệu với anh, tôi là Minh Dâu, chủ tịch của hội thanh niên bay lắc. Nhầm, chủ tịch hội chống thanh niên bay lắc kiêm chủ tịch hội bảo vệ gái làng. Đề nghị anh xuất trình giấy tờ. Nhưng mà em có làm gì đâu, phải xuất trình giấy tờ ạ? Thế tôi hỏi anh đang đi đâu? Em đang sang nhà em Lan, còn bà Hạ. Còn đàn em Lan đại ca kìa. Thằng này láo. Em có làm sao đâu ạ? Anh không làm sao cả. Thế nhưng mà bây giờ anh đang đi vào làng của bọn tôi. Đây là đường làng của tôi. Thích thì tôi kiểm tra giấy tờ có được không? Nhưng mà em không mang theo giấy tờ gì cả. Em ở ngay làng bên thôi. Mong các anh cho em qua nhá. Qua là qua thế nào? Nói cho lét một câu này, phép vua còn thua lại làng. Xuất trình giấy tờ ra thì đi. Các anh hơi quá đáng rồi đấy. Tôi thích gì vậy? Tôi cứ đi đấy. Làm gì được tôi? Các đồng chí. Đây. Đây. Ơi. Đâu làm trò gì đấy? Làm trò gì à? Nói cho lét một câu là từ nay nhá, cái xe này bị tịch thu xung công quỹ vì cái tội chống người thi hành công vụ. Hiểu không? Như nào? Đưa vào tao ấy. Lúa kia chắc là sắp đặt được rồi anh nhỉ? Nếu như mà anh không nhầm ấy thì chắc tầm một tuần nữa là được rồi đấy. Mà tiểu thư như em cũng biết đấy là cây lúa cơ à? Thế thì anh lại coi thường em quá rồi đấy nhá. Đâu có đâu, đấy chỉ là anh không nghĩ em lại biết thôi. Anh em, đứng đây, quần áo nghiêm trang, đầu tóc chỉnh tề, tiếp khách. Anh nhìn kìa. Các anh làm gì vậy? Sao lại chắn đường ở đây? Nói cho lét một câu, xuất trình giấy tờ. Chết rồi, có phải anh Tân không? Anh đây. Thế chú là... Em Minh này, Minh của nhà ông Mẫn ấy. Thằng cu Minh Dâu đúng không? Đúng rồi. Mấy thằng này, đây rồi, thằng này thằng Tuấn này. Hai thằng Tượng ngày xưa hay bơi của anh này. Thằng Thắng đúng không? Thằng Sư này. Anh nhớ chứ, quên làm sao được các chú. Mà các chú làm gì ở đây? Sao lại ra chặn xe anh thế này? Em nói cho lét với anh một câu là làng mình đang bị chảy máu gái làng. Chảy máu gái làng á? Sao anh chưa bao giờ nghe nhở? Anh chỉ nghe mỗi chảy máu chất xám thôi. Anh không biết đâu. Bây giờ nhá, bọn trai thành phố với cả bọn trai ở thị trấn ấy, nó về đây nó cướp hết cái làng mình rồi còn đâu. Thế cho nên ấy, hội trai làng nghĩa ta bọn em là quyết định lập hội để bảo vệ gái làng. Bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu. Bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu. Mấy chú hài hước quá. Thời đại nào rồi mà còn bảo vệ gái làng cái kiểu này nữa. Thế không bảo vệ kiểu này để gái làng mình nó đi lấy chồng hết ở nơi khác à? Cái cách này ấy, nó không hiệu quả đâu. Nó chỉ là biện pháp trước mắt thôi. Thế thì phải làm nào anh? Bây giờ ấy, là thời đại mới rồi. Các chú thay vì việc đứng đây làm chốt thì về nhà tu chí làm ăn, cố gắng kiếm tiền, gây dựng sự nghiệp. Lúc mình có điều kiện rồi ấy thì con gái nó tự đến với mình, nó tự ở lại thôi. Các chú có hiểu không? Nhưng mà anh không ở quê, anh không biết. Ở quê thì lấy ra việc gì mà làm đòi sự nghiệp. Các chú thử nghĩ mà xem. Nếu các chú là con gái ấy, các chú có dám yêu một người mà nghề nghiệp không ổn định,
xong lại còn đi đánh nhau vớ va vớ vẩn thế này không? Em hiểu mà. Thế nhưng mà anh nhìn ở quê đấy, việc đồng áng thì xong rồi, chả có việc gì để làm cả. Thì bọn em rảnh rỗi quá thì mới ra đây thôi. Nếu thế thì lên thành phố đi, vào công ty anh làm. Bọn em có bằng cấp gì đâu mà đòi vào công ty anh. Anh cứ nói đùa. Chưa biết thì sẽ học. Đây là card visit của anh. Mấy đứa cứ suy nghĩ đi, nếu được ấy thì lên công ty anh làm. À đây, anh có chút tiền, mấy đứa cầm lấy sắm sửa quần áo đi. Ấy, thế làm sao được? Anh đã giúp bọn em công việc rồi, bây giờ lại còn cho bọn em tiền nữa, bọn em không nhận đâu. Thằng này, anh có thì anh mới cho, cứ cầm lấy, không phải khách sáo đâu. Được, vâng, thế em xin. Thế đây là bạn gái nhỉ? À, đây là vợ sắp cưới của anh đấy. À, em chào chị ạ. Chào anh. Chúng mày tránh đường ra cho anh, tao đi. Thì anh về nhá. Dạ, anh đi. Nhớ xe em. Ý em là sao? Thì cái bọn trẻ trâu kia, bọn nó thì biết cái gì đâu chứ. Người thì trông xấu xấu bẩn bẩn, nó làm được cái gì đâu mà anh cho nó vào công ty của mình. Không biết thì mình có thể đào tạo mà em. Quan trọng ấy là mình giúp đỡ chúng nó có công ăn việc làm. Người cùng quê giúp được việc gì thì giúp thôi. Đã thế anh lại còn cho bọn nó tiền nữa chứ. Thóc đầu mà đãi gà rừng. Trời ơi, em yêu sống thoáng lên một chút xem nào. Cho đi để nhận lại, cho đi để cuộc sống thêm ý nghĩa. Vâng. Thôi, đừng suy nghĩ gì nữa nhá. Anh đi đâu đấy? Anh sang nhà bác có chút chuyện, em có đi cùng không? Dạ thôi ạ, em thấy hơi mệt nên chắc là em ở nhà nghỉ ngơi thôi. Ừ, thế thì ở nhà rửa ráy rồi nghỉ ngơi nhá. Anh đi một tí rồi về. Vâng ạ. Tân! Tân ơi! Tân ơi! Tân! Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả? À, chào em, anh hỏi Tân, Tân có nhà không em? Chắc là lại đến xin tiền chứ gì. Em nói gì cơ? Anh cần tìm anh Tân có việc gì? Anh là bạn thân của nó, nghe tin nó mới về quê nên là anh sang thăm. Cái gì cơ? Anh Tân mà cũng có một người bạn thân như anh á? Trông nghèo nghèo bẩn bẩn thế này. À, bọn anh là bạn thân từ hồi xưa cơ. Từ cái hồi ấy mà thằng Tân nó chưa lên thành phố. À, hóa ra là bạn bè từ ngày xưa hả? Quá khứ nó đi qua rồi, thì anh để cho nó qua đi. Bây giờ anh nhìn lại bản thân anh xem, có cái gì xứng đáng mà đòi làm bạn thân của anh Tân cơ chứ? Em nói như vậy ý là sao? Tôi nói như thế mà anh không hiểu à? Anh không đủ đẳng cấp để làm bạn với chồng sắp cưới của tôi. Tốt nhất là anh đừng có đến đây để làm phiền anh ấy nữa. Bạn bè lâu ngày không gặp nhau, anh nghĩ có gì đâu mà phiền chứ. Thôi đi, tôi lại chẳng biết thừa ra. Chắc là bây giờ thấy anh ấy giàu sang, có tiền, có công ty rồi, nên là thấy người sang Bắc Quàng làm họ chứ gì. Muốn đến để xin tiền hay là xin công việc? Em hiểu nhầm ý anh rồi. Anh không phải như vậy đâu. Tôi lại còn lạ làm cái loại nhà quê bẩn hèn như anh nữa. Cô... Sao? Tôi nói không đúng à?
Có gì đâu mà anh phải phản ứng ghê thế. Tôi nói cho cô biết, tôi đến thăm bạn của tôi, còn nếu như cô không đồng ý, tôi xin phép. Này, anh làm cái gì đấy hả? Tôi để lại quà cho bạn tôi. Anh nghĩ là anh Tân thích ăn những cái bẩn thỉu này của anh à? Anh mau cầm về đi. Cô nói hồ đồ cái gì vậy? Đây là những thứ mà Tân thích ăn nhất đấy. Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, chẳng lẽ tôi lại không biết anh ấy thích ăn cái gì à? Anh mau cầm mấy thứ bẩn thỉu này đi về ngay. Anh không mang về chứ gì? Ôi, anh có biết làm sao không ạ? Có. Em xin lỗi anh nhá, em không biết là nó lại va vào anh. Anh có bị đau ở chỗ nào không ạ? Để em xem nào. Cô ném vào người tôi thì tôi không đau, nhưng tôi đau ở đây này. Anh nói thế là sao ạ? Tôi không ngờ cô lại là con người như vậy đấy. Em tôi cứ nghĩ cô là một con người hiền lành tử tế, nhưng không ngờ cô lại có thể thốt ra những lời như thế với bạn của tôi. Em không cố ý mà. Mình chia tay đi, tôi không thể yêu một người như cô được nữa. Tại sao lại như thế? Sao anh lại đòi chia tay em chứ? Chỉ vì cái thằng nhà quê bẩn hèn này thôi à? Cô xúc phạm hơi quá đáng rồi đấy. Cô có biết nó là ai không? Nó là thằng bạn thân nhất của tôi. Nếu không nhờ có nó thì tôi không có được như ngày hôm nay đâu. Anh, em xin lỗi. Cô có biết lúc bố mẹ tôi mất, ngoài họ hàng ra tôi chỉ có nó là bạn thân. Đợt này về quê tôi cũng đã muốn ra mắt cô với nó, vậy mà không ngờ cô lại là con người như thế này đấy. Anh, em xin lỗi. Bởi vì em không biết anh ấy là bạn thân của anh. Chứ em mà biết thì em không dám như thế đâu ạ. Thôi, quá muộn rồi. Từ bây giờ đường ai nấy đi. Anh ơi, anh cho em xin lỗi anh nhá. Mọi chuyện khi nãy chắc chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh có thể nói với anh Tân giúp em được không ạ? Bạn ơi, chuyện thực ra cũng không có gì đâu. Mà cô ấy cũng xin lỗi rồi, bạn bỏ qua cho cô ấy đi. Không được. Tôi nể bạn, nhưng tôi không thể nghe bạn được. Chuyện gì thì tôi có thể bỏ qua, nhưng việc khinh thường người nông dân, khinh thường người ở quê thì tôi không thể lấy làm vợ được. Cô mau cút khỏi nhà tôi đi. Em xin anh, cho em một cơ hội thôi ạ. Cô đi đi. Em xin phép. Khoan đã. Anh tha lỗi cho em rồi đúng không? Em biết mà. Cô đừng lầm tưởng. Cô chờ chút, còn đồ của cô nữa, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về. Vâng ạ. Thank you.